Mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của cửa sổ công nghệ trên FBNC. Thưa quý vị, mới đây Adidas vừa ra mắt sản phẩm giày có tên Body đầu tiên và hãng này có kế hoạch sẽ đưa sản phẩm đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 2018. Và trước đó thì việc thử nghiệm ứng dụng công nghệ in 3D trên giày đã được nhiều hãng giày nổi tiếng sử dụng, chẳng hạn như là Nike, Under Armour và New Balance. Tuy nhiên, những sản phẩm độc đáo này chỉ đến được với một số đối tượng khách hàng đặc biệt với số lượng giới hạn mà thôi. Vì thế, nhằm phục vụ nhu cầu và ước muốn của nhiều khách hàng hơn nữa, hãng giày đình đám của Đức Adidas sẽ đưa sản phẩm giày sản xuất bằng công nghệ in 3D vào sản xuất hàng loạt từ năm sau. Trước đó, các đối thủ của Adidas như Nike, Under Armour và New Balance cũng đã thử nghiệm sử dụng công nghệ in 3D. Nhưng cho đến nay, họ cũng chỉ dừng ở mức sử dụng công nghệ để sản xuất những đôi giày nguyên mẫu và những đế giày được thiết kế riêng cho các vận động viên. Đây là những đôi giày độc nhất, gia công riêng với giá cực cao. Lý do là bởi công nghệ in 3D khá chậm và đắt đỏ hơn và thường tạo ra một sản phẩm có chất lượng thấp hơn những khu vung nhựa, được sử dụng để sản xuất hàng trăm triệu đôi giày mỗi năm, chủ yếu là ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, Adidas cho biết hãng đang hợp tác với một công ty công nghệ khởi nghiệp mới tại thung lũng Silicon mang tên là Carbon sản xuất những đôi giày 3D này. Công nghệ này sẽ giúp khắc phục những khó khăn đó trong quá trình sản xuất và tăng tốc độ sản xuất, hạ giá thành sản xuất đối với quá trình sản xuất hàng loạt. Công ty Carbon được Sequoia Capital và Google đầu tư. Đây là công ty đi đầu trong công nghệ in nhựa polymer nhẹ, sau đó sẽ được hun đặc lại chắc chắn. Hãng Adidas đã đưa ra một kế hoạch vĩ đại hơn. Hãng sẽ đưa giày in 3D vào sản xuất hàng loạt, đi ngược lại xu hướng sản xuất hàng độc và riêng cho những đối tượng khách hàng đặc biệt. Việc này sẽ đưa công nghệ in 3D tới một tầm mới. Thực tế, chúng tôi không muốn gọi đây là công nghệ in 3D, bởi vì in 3D chỉ đơn giản là vấn đề giảm thiểu mà thôi. Nhưng việc này là tạo ra một sản phẩm dựa trên những dữ liệu và thiết kế, đưa chúng qua một hệ thống để hình thành lên, sau đó đưa nó vào ánh sáng và không khí và hình thành từ dung dịch. Tóm lại, công nghệ này sẽ cho phép chúng ta thiết kế ra những sản phẩm theo mong muốn, dựa trên những nhu cầu riêng. Những máy in 3D tiêu chuẩn sẽ tạo ra những sản phẩm với những lớp bột nhựa. Phương pháp này đã được Hewlett-Packard sử dụng khi tạo ra những đôi giày của Nike. Và ông cho biết, đó là chiếc máy in 3D mới nhất, hoạt động nhanh gấp 10 lần, tiết kiệm một nửa chi phí so với những mẫu máy in 3D trước đây. Kế hoạch đưa công nghệ in 3D vào sản xuất hàng loạt của Adidas sẽ là mở đầu mới cho một cuộc cạnh tranh công nghệ trong thời gian tới. Đồng thời, nó cũng khẳng định vai trò của công nghệ in 3D mới trong quá trình sản xuất ngày nay. Đây là một bước đột phá bởi nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp và là người làm trong lĩnh vực tài chính công nghệ vẫn đang tự hỏi khi nào thì những nhà bán lẻ sử dụng những công nghệ mới này vào thiết kế sản xuất. Và Adidas đã có câu trả lời cho họ, đồng thời nó sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới trong lĩnh vực công nghệ đối với những công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Những sản phẩm tương lai của chúng tôi sẽ tạo một bước đột phá hoàn toàn mới, nó sẽ bẻ gãy những rào cản trước kia. Mục tiêu của chúng tôi luôn là tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho các vận động viên, và đó là những gì chúng tôi cung cấp. Mục tiêu cuối cùng của Adidas là đưa yếu tố này lên tất cả các sản phẩm của hãng. Trong tương lai, những sản phẩm này sẽ đến được với tất cả mọi người. Adidas hy vọng hãng sẽ bán được 5.000 đôi giày từ việc sử dụng công nghệ 4D trong năm nay và đạt 100.000 đôi giày trong năm sau. Bởi công ty Carbon cho biết, họ có khả năng giảm thời gian in và sản xuất đế giày xuống còn 1 tiếng tới 20 phút cho mỗi một đế giày. Adidas sẽ cố gắng hạ giá những đôi giày xuống bởi công nghệ ngày càng được phát triển. Năm ngoái, hãng Adidas chỉ sản xuất vài trăm đôi sử dụng công nghệ in 3D, mất tới 10 giờ để in một đế giày. Những đôi giày này được thiết kế dành riêng cho những vận động viên thể thao và bán với giá khá cao là 333 đô la Mỹ. Công nghệ mới từ công ty Carbon sẽ cho phép Adidas sản xuất nhanh hơn rất nhiều, đáp ứng kế hoạch sản xuất giày 3D hàng loạt của hãng. Đúng, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc, đồng thời nó có thể cắt giảm một lượng chi phí lớn trong bảng cân đối thu chi. Vì thế tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một ý nghĩa cực lớn trong việc sản xuất giày, phụ kiện và trang sức. Tôi rất trông đợi vào sự phát triển trong 3 năm tới trong lĩnh vực sản xuất của công nghệ in này. Trong thời gian tới, Adidas sẽ mở những nhà máy sản xuất chính của hãng tại Đức và Mỹ và sẽ sử dụng robot trong quá trình sản xuất. Tiếp theo là một số tin tức cập nhật nhanh trong cửa sổ công nghệ. Phần cập nhật nhanh vừa rồi cũng đã kết thúc phần 3 của cơ sở công nghệ. Trong phần thủ thuật ngày hôm nay chúng ta sẽ có: cách gỡ bỏ WannaCry khỏi Windows 10. Mời quý vị cùng đến với thủ thuật của ngày hôm nay. Thưa quý vị, WannaCry là một giải pháp lưu trữ đám mây của Microsoft. Nó xuất hiện trên bất kỳ máy tính nào chạy hay điều hành Windows 10.
Tuy nhiên, nhiều người đã và đang sử dụng các giải pháp lưu trữ đám mây khác như là Google Drive hay là Dropbox v.v. thì việc xuất hiện thêm OneDrive là điều không hề cần thiết. Vậy thì làm thế nào để chúng ta gỡ bỏ OneDrive khi mà nó đã được tích hợp sâu ở trong Windows 10? Chuyên mục Thủ tục Công nghệ kỳ này sẽ hướng dẫn đến quý vị cách gỡ bỏ OneDrive khỏi hoàn toàn Windows 10. Máy chạy Windows 10 thường tích hợp sẵn OneDrive và quý vị có thể thấy nó được đính kèm sẵn trong thư mục Windows Explorer bên tay trái. Có nhiều người dùng nhưng cũng rất nhiều người không. Vì hiện tại, Google Drive vẫn đang là một trong những tiện ích lưu trữ đám mây được ưa chuộng nhất. Cho nên việc có thêm OneDrive trong máy trở nên dư thừa. Cái khó là ở chỗ Microsoft hay cụ thể là Windows 10 không cho phép chúng ta gỡ bỏ OneDrive đơn giản bằng cách click chuột rồi chọn Remove như nhiều thư mục bình thường khác. Do vậy, cách làm hơi phức tạp hơn một chút. Lưu ý là quý vị phải đang trong chế độ Admin Account. Nếu máy của quý vị chỉ có một account thì đây là account admin mặc định. Bước đầu tiên, quý vị vào Start, gõ Run, sau đó gõ lệnh Reset Edit. Windows sẽ hỏi quý vị là có chắc muốn mở lệnh này hay không. Khi quý vị đang ở chế độ admin thì cứ chọn Yes. Sau khi khung cửa sổ Register Editor hiện ra, quý vị chú ý list thư mục bên tay trái. Hotkey gạch nối class gạch nối root. Quý vị dò vào dòng thư mục có tên là CLSED. Và sau đó nữa, lưu ý quý vị ở đây có rất nhiều là thư mục số, do vậy sẽ hơi khó tìm. Nhưng để tìm đến thư mục mặc định của OneDrive thì hãy nhớ thư mục mang mã số là 018D5C66. Bước tiếp theo, khi quý vị đã ở trong thư mục này thì hãy nhìn sang khung cửa sổ chính bên tay phải, chọn file system.is.pin.to.name.space.tree. Quý vị double click vào file này và đổi giá trị hiện tại từ 1 về 0. Thế là xong. Bây giờ quý vị có thể trở lại kiểm tra Windows Explorer và sẽ thấy OneDrive đã biến mất. Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với những hình ảnh đầy màu sắc của 82 khinh khí cầu rực rỡ xuất hiện trên bầu trời nước Anh và Pháp. Đây là sự kiện khinh khí cầu vượt biển từ Dover của Anh sang Calais của Pháp diễn ra trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Những ảnh vừa rồi đã kết thúc của số công nghệ tuần này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.